Tiểu sử Phạm Nhật Vượng. Phạm Nhật Vượng là ai? Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân và tỷ phú, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup. Ông được xem là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011, với giá trị tài sản lên đến 21.200 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 1 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó. Ông cũng là tỷ phú Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm 2013. Tính tới ngày 10 tháng 5 năm 2018, tài sản của Phạm Nhật Vượng đạt 6,9 tỷ đô la Mỹ, trở thành người giàu thứ 242 thế giới. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng được ngưỡng mộ không hẳn vì sự giàu có, mà bởi vì ông đã làm được những điều mà không ai tin người Việt Nam có thể làm được. Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm bao nhiêu? Ông sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968. Phạm Nhật Vượng quê ở đâu? Ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuy nhiên quê gốc ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Trình độ học vấn: Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang Nga. Tổng tài sản của Phạm Nhật Vượng: giá trị tài sản 7 tỷ đô la Mỹ, giá trị thực tế 9 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Xuất thân gia đình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Nhật Vượng là con cả, trong gia đình có 3 anh chị em, gồm bà Phạm Thị Lan Hương sinh năm 1970 và ông Phạm Nhật Vũ sinh năm 1972. Cha ông là Phạm Nhật Quang, một quân nhân phục vụ trong lực lượng không quân, và mẹ làm nghề bán nước chè dạo. Em trai của Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ là chủ tịch của An Viên Group. Em gái Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Lan Anh, là một người khá kín tiếng với giới truyền thông, mặc dù hiện đang là thành viên hội đồng quản trị, đồng thời kiêm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tổ bảo hiểm tài sản của tập đoàn Vingroup. Ngoài ra, bà cũng đứng tên tổng giám đốc 3 công ty của riêng mình, hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, viễn thông, đầu tư công nghệ và dịch vụ. Cuộc đời và sự nghiệp tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Năm 1982, Phạm Nhật Vượng theo học tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 1985, ông tốt nghiệp. Đến năm 1987, ông thi đỗ Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội và nhờ thành tích xuất sắc trong môn toán, ông được học bổng du học tại trường Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang Nga theo ngành Kinh tế Địa chất. Ngay từ năm 3 đại học, ở tòa nhà Dom 5 Moscow, ông đã bắt đầu kinh doanh. Ông thuê một phòng trong Dom 5 để bán hàng, sau đó mở nhà hàng, rồi nhập hàng từ Việt Nam để bán, sau đó tiếp tục buôn áo gió, áo ấm mùa đông. Lúc đầu kiếm được nhiều tiền, nhưng sau thị trường thay đổi, thiếu kinh nghiệm nên phá sản. Năm 1993, Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp trường đại học và kết hôn với một người bạn cùng trường đại học là bà Phạm Thu Hương. Khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, một thời kỳ hỗn loạn xảy ra. Nền kinh tế ở nước này bắt đầu tan rã, hàng hóa trở nên khan hiếm, chủ yếu được nhập qua đường tiểu ngạch. Moscow lúc đó cũng thường xuyên phải chịu biến động, đó là thời điểm thuận lợi cho việc buôn bán của bà con Việt Nam tại xứ người. Với bản tính nhanh nhẹn, thông minh, chịu khó, không ít người đã chủ động thâu lại các container hàng và buôn bán đủ loại, rồi hình thành hệ thống làm ăn với đủ tầng lớp trong xã hội để tồn tại và vươn lên. Và Phạm Nhật Vượng cũng là một trong số những ông chủ nổi lên từ hoàn cảnh đó. Sớm nhận thấy rằng Moscow không thích hợp cho mình, bởi tình hình lúc đó vừa hỗn loạn, lại vừa có sự cạnh tranh gay gắt của những người có máu mặt trong xã hội, chưa nói đến nạn cướp bóc, trấn lột, ám sát vì tiền, được cảnh sát Nga lờ đi. Từ đó Phạm Nhật Vượng đã cùng với anh em kéo về Kharkov. Kharkov được biết đến là thành phố lâu đời, nằm ở phía đông bắc của Ukraine, thành lập từ năm 1654, ngày nay là thành phố lớn thứ hai của nước này. Đây cũng chính là trung tâm hành chính của cả vùng Kharkivsky. Ở Kharkov, Phạm Nhật Vượng cùng thân tín đã triển khai mô hình kinh doanh chợ như ở Moscow. Ông là thủ lĩnh và cũng là giám đốc với một dàn đệ giúp làm công ăn lương. Dần dần mở ra được các quan hệ với cộng đồng và chính quyền sở tại. Năm 1996, Phạm Nhật Vượng đã lập ra chợ Barbarossa rộng tới chục ngàn hecta dành cho bà con người Việt và cả những người dân địa phương về buôn bán. Nhờ vào các mối quan hệ thân tín, Phạm Nhật Vượng thiết lập các đường dây chuyển hàng về Kharkov cung cấp cho chợ Vòm. Những nguồn hàng này đã giúp cho chợ Barbarossa trở thành trung tâm phân phối hàng cho các chợ ở vùng Đông Bắc Ukraine và khu vực lân cận. Kharkov ngày càng thu hút được đông người đến các khu khác về sinh sống, kéo theo đó là đám giang hồ bất hảo phiêu bạt về kiếm sống. Lúc đó, Phạm Nhật Vượng mới chỉ ngoài 25 nhưng đã thể hiện bản lĩnh của mình. Sau đó, với số vốn ban đầu vay được từ bạn bè là 10.000 đô la Mỹ, ông đã mở một nhà hàng có tên là Thăng Long và thành lập công ty Technocom. Lúc đầu, nhà hàng Thăng Long khách khứa khá đông, sau đó túc tắc lúc đông lúc vắng. Lúc này, Phạm Nhật Vượng mới nhận ra vai trò của thực phẩm nguội, đồ ăn nhanh là rất quan trọng. Ông đã nhập mì tôm về để bán, để cung cấp nhu cầu cho khách đột xuất cần lót dạ. Nhận thấy thực phẩm nguội có ưu điểm bảo quản lâu, không ôi thiêu, ít rủi ro,
Phượng gom tiền, mượn bạn bè để làm mì ăn liền. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1993, Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất mì ăn liền Mì Vina. Theo quy trình sản xuất, mì được nhập khẩu từ Việt Nam. Loại mì này rất mới mẻ với người dân Ukraine và lập tức trở nên nổi tiếng. Nắm bắt cơ hội này, ông đã đánh cược vài 10.000 đô la Mỹ từ những người bạn với lãi suất 8% một tháng để mở rộng sản xuất. Khi dựa vào nhà hàng Thăng Long, có những lúc tưởng như sập tiệm đến nơi. Trong cơn bế tắc, Phạm Nhật Vượng nghĩ kế, tiếp thị, quảng cáo, từng bước cải thiện tình hình. Mì tôm của ông cũng được khoác lên thương hiệu gần gũi có tên là Mì Vina. Ông chia sẻ, người dân ở đây khi ấy rất nghèo, họ thấy mì gói là món ăn tiện lợi, phù hợp với hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ. Năm 1995, thương hiệu Mì Vina bắt đầu xuất hiện trên thị trường, rồi nhanh chóng trở thành thương hiệu nổi tiếng không chỉ ở Ukraine mà còn ra các nước lân cận. Tiếp sau đó là các sản phẩm đóng sẵn như là rau thơm khô, rồi bột khoai tây được tung ra thị trường. Năm 2004, thương hiệu Mì Vina chiếm 97% thị phần mì ăn liền trên thị trường. Năm 2007, doanh nghiệp của công ty bắt đầu sản xuất thức ăn nhanh và thực phẩm đóng gói khác. Từ năm 1993 đến năm 1999, với vai trò là người đứng đầu công ty, ông đã đưa Technocom từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn hùng mạnh với thương hiệu Mì Vina danh hiệu số 1 trên thị trường và nằm trong top 100 thương hiệu hàng đầu Ukraine. Sau khi đã đưa tầm ảnh hưởng của thương hiệu Technocom ra ngoài khắp châu Âu bằng các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu, năm 2010, sự nghiệp của ông rẽ sang một trang mới khi Nestle đã mua lại Technocom với giá là 150 triệu đô la Mỹ. Vào thời điểm đó, ông Vượng còn sở hữu hai nhà máy ở Kharkov với doanh thu khoảng 100 triệu đô la Mỹ một tháng. Công ty có khoảng 1.900 công nhân. Sau đó, ông quyết định đầu tư về quê hương với việc tham gia thị trường du lịch và bất động sản. Phạm Nhật Vượng quay về Việt Nam đúng thời điểm kinh tế bắt đầu bước sang thời kỳ bùng nổ. Việt Nam bắt đầu bình thường hóa mối quan hệ với Mỹ, vai trò của kinh tế tư nhân bắt đầu được khẳng định. Sau khi khảo sát thị trường, ông nảy ra ý định biến các hòn đảo hoang sơ ở Việt Nam tại Nha Trang bắt đầu trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Kết quả là Vinpearl Nha Trang ra đời đánh dấu cho sự có mặt đầu tiên của Vingroup trên thị trường bất động sản Việt Nam. Phạm Nhật Vượng tham gia vào thị trường bất động sản cao cấp với hai thương hiệu chiến lược là Vinpearl và Vincom. Ông đã nhanh chóng thành công với hàng loạt dự án như Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center Hồ Chí Minh và Vinpearl Nha Trang. Nếu như Vinpearl Nha Trang được gọi là thiên đường vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, tọa lạc ngay bên bờ vịnh Nha Trang, 129 vịnh đảo đẹp nhất thế giới, thì Vincom Bà Triệu là tháp đôi với căn hộ cao cấp, văn phòng sang trọng và hiện đại nhất Hà Nội. Từ năm 2010 đến nay, Phạm Nhật Vượng dốc toàn tâm toàn lực đầu tư cho Việt Nam với việc phát triển hàng loạt các dự án nhà ở, khu đô thị, nghỉ dưỡng mang thương hiệu của Vingroup như Royal City, Time City, Vinhomes Riverside, Vinpearl Nha Trang, Phú Quốc, đưa các thương hiệu này lên một tầm cao mới. Ông hiện vừa là nhà sáng lập, vừa là thành viên của Hội đồng Quản trị Vinpearlland và Công ty Cổ phần Vincom. Tháng 8 năm 2009, đại hội đầu tiên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã được tổ chức tại Hà Nội. Phạm Nhật Vượng đã được đại hội tín nhiệm bầu là chủ tịch hiệp hội với 8 phó chủ tịch khác. Tháng 9 năm 2009, tập đoàn Technocom đổi tên thành tập đoàn Vingroup, tên đầy đủ là Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, chuyển trụ sở từ Kharkov về Hà Nội. Cuối tháng 11 năm 2008, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEC Lê Khắc Hiệp, một thành viên khác của Vincom, đã trao toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho ông Vượng, tạo nên vụ tặng cổ phần đình đám trong giới chứng khoán. Năm 2006, ông đã bán tháp A Vincom tại số 191 Bà Triệu cho Ngân hàng Phát triển Đầu tư Việt Nam BIDV. Cuối năm 2011, ông lại bán tháp B Vincom cho Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank và chuyển toàn bộ trụ sở văn phòng tập đoàn và các đơn vị thành viên tại Hà Nội về khu sinh thái Vincom Village ở Sài Đồng, quận Long Biên vào đầu tháng 1 năm 2012. Vingroup đã khiến giới kinh doanh xe hơi ngạc nhiên với thương hiệu VinFast ra mắt vào tháng 10 năm 2018. Dù là một doanh nghiệp xe hơi non trẻ, nhưng VinFast khiến giới thị trường kinh ngạc tại triển lãm Paris Motor Show tại Pháp. Ngoài ra, vào những ngày cuối năm 2018, Vingroup đã công bố ra 4 mẫu điện thoại thông minh thương hiệu VSmart và dự kiến ra mắt 10 mẫu điện thoại mới trong năm 2019. Theo thông tin từ Vingroup, sản phẩm điện thoại được ra lò chỉ trong 6 tháng kể từ khi công bố thành lập VinSmart. Ngoài ra, trong mảng bất động sản bán lẻ, Vingroup đã mang Vincom Retail lên niêm yết từ cuối năm 2017. Theo đó, Vincom Retail đang sở hữu 4 dòng thương hiệu là Vincom Center, Vincom Vegamore, Vincom Plaza và Vincom Plus.
Nó cũng đang vận hành 66 trung tâm thương mại tại 38 tỉnh thành. Năm 2018, VIE đạt doanh thu thuần gần 9.052 tỷ đồng và 2.414 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng tăng trưởng 64% và 19% so với những con số đạt được vào năm 2017. Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 tại Vinhome, hệ thống căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại cao cấp VinCity, bất động sản đại chúng với hệ thống dịch vụ đồng bộ Vincom, chuỗi trung tâm thương mại Vinpearl, hệ thống nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí cao cấp Vinmec, hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế VinSchool, hệ thống giáo dục liên cấp VinDS, bao gồm VinDS Fashion Sport, Shoes, Beauty và Index Living Mall, Vineco, sản phẩm nông nghiệp sạch Vinmart, hệ thống bán lẻ Vinpro, siêu thị điện máy và công nghệ, à đây rồi, hệ thống thương mại điện tử VinFast, công nghiệp nặng, chế tạo ô tô và xe máy VinSmart, thiết bị điện tử, điện thoại thông minh VinUni, trường đại học đẳng cấp VinKC, bán lẻ ngành hàng trẻ em VinCharm, chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe VinTata, hãng phim hoạt hình VinFa, nghiên cứu, sản xuất, phân phối thuốc và sinh phẩm y tế, dược mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Quỹ thiện tâm Thai Heart Foundation, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì mục đích nhân đạo và từ thiện. Những câu nói kinh điển của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. 1. Làm gì cũng phải đam mê, nghiêm túc với công việc, học hỏi liên tục cả đối thủ. 2. Nhanh không có nghĩa là không chất lượng, chúng ta chỉ lấy đó làm lý do khi yếu kém. 3. Chúng ta không bao giờ lên đỉnh và sẽ có lẽ không bao giờ có đỉnh. 4. Hãy tận dụng thế mạnh của mình thành cái mạnh nhất để cạnh tranh với cái mạnh của đối thủ. 5. Luôn giữ tinh thần startup, không để xuất hiện suy nghĩ hưởng thụ. 6. Tôi chỉ tập trung vào việc của mình, còn người khác muốn nói gì thì mặc họ. 7. Đôi lúc thực hiện công việc nhưng tư duy cực kỳ đơn giản, chỉ cần chưa chết, tương lai sải tốt và có tính lâu dài.